Món quà hot nhất 8 phần 3, đại gia Cần Thơ chi 7 tỷ làm bó hoa 100 cây vàng tặng vợ. Giữa thời điểm giá vàng tăng dựng đứng, bó hoa từ 100 cây vàng 9999 của đại gia đến từ Cần Thơ được chị em dần dần chia sẻ và nhận được lời nhận xét, đơn giản mà đẹp. Ngày quốc tế phụ nữ 8 phần 3 là dịp nhiều người đàn ông tặng nửa kia những món quà thể hiện tình cảm, trong đó có nhiều món quà chơi trụ đến mức khiến cộng đồng mạng cũng trầm trồ không ngớt. Mới đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện hình ảnh một bó hoa làm từ 100 cây vàng 9 9999. Chủ nhân những hình ảnh này là anh Võ Minh Điền, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Lấy 100 cây vàng 9 9999 kết thành bó hoa, bên ngoài bọc giấy khói màu đỏ nhung, điểm xuyết với những bông hoa baby xinh xắn, món quà này nhanh chóng được dân mạng dần dần chia sẻ. Chủ shop hoa cho biết khi nhận được đơn hàng, anh vừa mừng vừa lo vì nó có giá trị quá lớn. Toàn bộ số vàng nói trên do người đàn ông mang đến và nhờ tôi gia công đính lên bó hoa. Bó hoa sử dụng là hoa bi trắng. Tôi mất hơn một giờ để gia công xong bó hoa vì phải dùng ống nhựa và kéo dán từng miếng vàng. Hiện bó hoa này tôi làm xong và giao cho khách. Anh Điền chia sẻ thêm rằng trong hơn 10 năm mở shop hoa, đây là đơn hàng gia công bó hoa có 102 mà anh nhận được. Sau khi một số hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người ngưỡng mộ với độ chịu chơi của vị đại gia này bởi giá vàng hiện tại đang tăng dựng đứng ở mức 71 triệu đồng lượng. Nhiều người ước tính bó hoa 8 phần 3 này trị giá hơn 7 tỷ đồng. Cư dân mạng bình luận sôi nổi về món quà giản dị này, chị em chúng tôi có cần gì nhiều đâu, một bó hoa thế này là đủ lắm rồi, đơn giản mà đẹp, các anh tham khảo ý tưởng tặng vợ nhé, giá vàng đang tăng mà tặng bó hoa này thì hẳn là đại gia rồi. Các ông chồng đừng để vợ mình xem được clip này nhé. cảm ơn các bạn đã xem video các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé xin cảm ơn